Thưa quý vị, năm nay, báo cáo của tổ chức Ngôi nhà tự do Freedom House tiếp tục chấm Việt Nam 22 trên 100 điểm về quyền tự do Internet. Với điểm số này, Việt Nam bị xếp hạng là không tự do với những luận điệu cũ kỹ nhằm bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tổ chức Freedom House tự cho mình được quyền phán xét tình hình nước khác mà không dựa trên bất cứ một sự thật khách quan nào. Mời quý vị cùng chúng tôi phân tích chi tiết những nhìn nhận thiếu thiện chí để thấy được tính chất sai trái của bản báo cáo này. Báo cáo của tổ chức Ngôi nhà tự do Freedom House về tự do Internet trên thế giới, trong đó có Việt Nam, chấm Việt Nam 22 trên 100 điểm. Báo cáo xếp hạng Việt Nam là không có tự do. Nhận định này của Freedom House hoàn toàn đi ngược lại thực tế ở Việt Nam. Sau hơn 25 năm vào Việt Nam, Internet được sử dụng rộng rãi, đã đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Tổng doanh thu của nền kinh tế Internet Việt Nam trong năm 2022 dự báo đạt 57 tỷ đô la Mỹ, trong đó thương mại điện tử ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ. Ngày 6 tháng 11, báo cáo của Google, công ty Temasek và công ty Bain & Company đã nhận định Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, năm thứ hai liên tiếp. Đây là những thành quả của tự do Internet của Việt Nam. Nếu mà chúng ta cản trở sự phát triển của Internet thì không thể có cái tốc độ phát triển Internet ở Việt Nam như hiện nay. Người dân có thể được truy cập Internet ở bất cứ đâu. Tốc độ phát triển Internet Việt Nam đang đứng đầu khu vực cũng như trên thế giới. Chúng ta đã có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ trong việc là ứng dụng công nghệ Internet phục vụ cho người dân trong nước. Một trong những luận điệu mà báo cáo này đưa ra là Việt Nam không có tự do Internet vì thường xuyên kiểm soát nội dung, hạn chế quyền tự do Internet của người dân. Hơn nữa, buộc các nền tảng mạng xã hội phải gỡ bỏ một số bài đăng. Trong khi thực tế là những nội dung bị buộc gỡ bỏ đang gây hại đến cuộc sống người dân và sự lành mạnh của môi trường Internet. Cái này là hoàn toàn phù hợp với những cái cam kết của Việt Nam, với các cái tổ chức quốc tế, với Liên Hợp Quốc. Và trong Hiến chương Liên Hợp Quốc về nhân quyền cũng nhấn mạnh điều này. Trong Hiến pháp của Việt Nam 2013 cũng đã nêu rõ những nội dung xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những nội dung sai sự thật về tình hình sức khỏe cộng đồng, những nội dung xâm phạm đến đạo đức cộng đồng, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đặc biệt là những cái nội dung xâm phạm đến quyền trẻ em là Việt Nam đang yêu cầu các nhà mạng phải tuân thủ tuyệt đối, đảm bảo xóa bỏ. Nửa đầu năm 2023, Việt Nam đã làm việc với các công ty công nghệ sở hữu những mạng xã hội xuyên biên giới này. Và các công ty này đã hợp tác gỡ bỏ hàng nghìn bài viết, video, đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, thương hiệu cá nhân, tổ chức. Thậm chí Google, Facebook, TikTok còn tự chủ động rà quét, gỡ bỏ hay chặn khỏi truy cập hàng nghìn nội dung tiêu cực, sai sự thật. Chúng ta đã đạt được một cái cơ chế làm việc với các cái mạng xã hội này về cái chuyện là tháo gỡ các cái thông tin sai sự thật, quảng cáo sai sự thật, thông tin xấu độc, và chúng ta cũng đã thể chế hóa nó ở trong các văn bản pháp luật, cả cái trách nhiệm của mạng xã hội, thời gian tháo gỡ, vân vân. Với luận điệu cho rằng Việt Nam đang vi phạm quyền người dùng Internet, báo cáo này đưa ra dẫn chứng Việt Nam bắt bớ, phạt tù hay trừng phạt những người sử dụng Internet vì hoạt động trực tuyến của họ. Nhưng sự thật, những người mà báo cáo này gọi là nhà hoạt động nhân quyền lại vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam. Hai cái trường hợp, một là Facebooker Bùi Văn Thuận và thứ hai là YouTuber Thái Văn Đường thì đã sử dụng mạng Internet để xây dựng và phát tán các cái clip và những cái hình ảnh lan truyền trên mạng với cái mục đích là nói xấu chế độ và xuyên tạc về đường lối chính sách của Đảng, của nhà nước chúng ta, cũng như là gây nhiễu cái thông tin trên mạng, vi phạm bộ luật hình sự của đất nước chúng ta, cần phải được nghiêm trị để làm gương cho những trường hợp khác. Sau thời điểm báo cáo của Freedom House công bố, nhiều tờ báo, trang thông tin thiếu thiện chí tiếp tục té nước theo mưa để gieo rắc thêm những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam. Trong khi thế giới đang rộ lên những câu chuyện về mặt trái của công nghệ AI, thì bài viết này đề cập đến AI, nhưng với dụng ý xấu, đẩy vấn đề AI vào các biện pháp mà họ gọi là siết chặt, kìm kẹp của Việt Nam với tự do Internet, ám chỉ rằng
Việt Nam sử dụng công nghệ để đàn áp tự do Internet. Trong khi sự thật, những biện pháp Việt Nam đặt ra như quy định gỡ bỏ nội dung độc hại trong vòng 24 giờ nhằm mục đích làm sạch nhanh chóng môi trường Internet. 24 giờ hay 48 giờ cũng vẫn là rất là muộn. Vì thông tin giả, xấu độc, sai sự thật hiện nay lan truyền rất nhanh, có thể là tính bằng giây. Do đó là chúng ta phải khẩn trương có cái khung thời gian để đảm bảo quét được những cái thông tin sớm. Thực hiện các quyền thì phải đảm bảo tuân thủ cái quy định pháp luật. Ở đây không có tự do quá trớn và tự do ngoài khuôn khổ. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của hiến pháp và các cái nội dung pháp luật liên quan. Chứ Việt Nam hoàn toàn không lấy cái lý do công nghệ hay là lấy lý do này lý do khác để đàn áp hay là hạn chế người dân. Bản chất của những nhận định sai lệch, thiếu thực tế của tổ chức Freedom House hay những bài viết trên các trang mạng khác về tự do Internet của Việt Nam đều là để bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam, leo lái định hướng dư luận một cách thiếu khách quan. Mục đích cuối cùng đó là họ muốn vu cáo cho Việt Nam chúng ta là vi phạm quyền tự do dân chủ của người dân, nói xấu chế độ và bôi xấu cái hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế. Và qua đó là muốn chèo lái định hướng dư luận của quốc tế nghĩ không tốt về Việt Nam, về cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó là muốn đa nguyên đa đảng và thay đổi cái chế độ ở Việt Nam chúng ta, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo lập diễn biến hòa bình và lật đổ cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc làm lành mạnh hóa môi trường Internet là đòi hỏi của thực tiễn và đòi hỏi của chính người dân. Chống lại những thông tin sai lệch trên không gian mạng chính là bảo vệ môi trường Internet cho chính mỗi công dân và cũng là để bảo vệ đất nước trên không gian mạng.